Giọng trầm khàn của Hổ Vương trái ngược với màu tím mộng mơ trên bộ lông của nó. Ngươi vừa nói cái gì cơ? Ba Vương chết rồi sao? Mắt nó lóe sáng nhìn chằm chằm con báo bên dưới, không rõ vui hay buồn. Con báo nọ chỉ lớn bằng cái móng chân của Hổ Vương, cung kính thưa vâng, là do Hổ tộc có viện quân, thế cục thay đổi trong chớp mắt. Hừm, Hổ Vương đặt móng vuốt lên mặt đất thôi đã toát ra luồng linh lực khổng lồ. Nó đứng dậy vươn mình lên cao, toàn thân tỏa khí thế áp bức đáng sợ. Nhìn ra xa bên ngoài, ra lệnh cho con báo mau đi gọi lão Ngũ về đây đi. Lần này, chúng ta cùng nhau đi. Nó trầm giọng thưa vâng, không hỏi lại một câu ý của Hổ Vương là gì, cứ như đã hiểu gọi lão Ngũ về có nghĩa là gì vậy. Trận chiến khói lửa tung trời hôm qua chẳng ảnh hưởng gì đến ngôi làng hồ ly nằm sâu trong hẻm núi. Tộc hồ này xây những ngôi nhà mái tranh tuy đơn sơ nhưng đều ở trên cao, vốn rất bình yên bỗng hôm nay vang lên tiếng cáu bẳn. Nhìn cái gì mà nhìn, giết chết ngươi bây giờ. Một thứ quả tròn tròn dữ hơn bà chằn, nằm gọn trong lòng bàn tay của Kim Tức có hình dạng như một trái ớt cáu kỉnh đang nhìn thẳng cô mà chửi như mình bị cô hái xuống khỏi cây nó vậy. Cả đời Kim Tức chưa bị ai chửi như thế mà không vụt cho mấy vụt, bây giờ đang tái xám mặt mày nhìn thứ quả mỏ hỗn. Lãnh Thanh bên cạnh cũng cầm lấy một cái, bị chửi y chang. Có điều mặt nó đã xanh lét rồi nên không thấy biểu cảm. Bạch Hồ thấy buồn cười, lên tiếng giải thích đây là huyết linh quả, có thể bổ khí huyết và cường hóa cơ thể, mau ăn đi. Kim Tức nghe mình được cho một thứ quý giá như vậy mừng lắm, liền cười hi hi cảm ơn ngay. Nhân tiện không khỏi cảm thán hồ tộc vậy mà có thể xây nhà, cũng học không ít văn hóa nhân loại nhỉ. Kim Tức khen vậy bởi cô biết xây được mấy ngôi nhà này đối với tộc bốn chân thật sự rất khó. Ở Mê Vụ Đại Sơn có Thanh Cường và Đàn Tinh Tinh giúp mà cũng chỉ xây được mấy ngôi nhà đất xấu đau đớn như tổ kiến mà thôi. Nhìn lối kiến trúc nhà cách một đoạn giống như tình làng nghĩa xóm thế này, Kim Tức tấm tắc khen, tuy chúng ta không hợp với nhân loại, nhưng văn hóa của họ đáng để học hỏi. Nhìn qua thiềm quang đã sực xong huyết linh quả từ trước khi nó cất tiếng chửi, hai tay dâng quả của mình lên, Kim Tức mời nó sơ luôn hộ mình với. Lãnh Thanh Lanh Chanh cũng muốn nhờ vào nó ăn dùm, không muốn ăn vào miệng nghe thứ này chửi trong dạ dày đâu. Ai ngờ Kiến Vàng thẳng thừng từ chối, hai đứa mày tự giải quyết đi, tao không ăn giúp đâu. Hắc Ly tròn mắt ngạc nhiên thấy vẻ lạnh lùng của thiềm quang, thật ra là thấy nó đang tiến lại gần mình như muốn nói chuyện mới đúng. Các người lựa chọn thế nào, là gia nhập Mê Vụ hay là chết ở đây? Nơi này còn người của hồ tộc, Kiến Vàng chỉ truyền âm để hỏi chứ không nói ra thành lời. Hắc Hồ kiên định đáp, so với việc đầu hàng tộc Ngũ Hổ, có lẽ việc gia nhập Mê Vụ Đại Sơn mới là quyết định chính xác. Từ khi nhóm Thiềm Quang cứu được bọn nó khỏi cái chết để cướp đoạt linh hoa chí bảo, chị em hồ tộc đã có quyết định rồi. Nếu vậy Thiềm Quang kiểm tra nhanh tình hình luôn, bây giờ ba vương đã chết rồi, bốn hồ vương còn lại thực lực thế nào? Nó trả lời ngay, ngoại trừ ba vương ra, tổng cộng còn lại bốn vị thủ lĩnh, trong đó đáng chú ý nhất là đại thủ lĩnh Hồ Hắc Ám và lão Ngũ đã tu thành dáng vẻ con người. Câu nói lọt vào tai Kim Tức, cô ngạc nhiên nhìn nó đầy vẻ chờ mong nghe thêm thông tin. Tu thành dáng vẻ như con người sao? Là hình dạng thế nào? Có phải giống như ngưu ma đi bằng hai chân và dùng tay cầm nắm không? Nói sơ qua tình hình ở đây, Hắc Hồ cho biết bây giờ hồ tộc đông hơn hồ tộc chúng ta, nếu khai chiến toàn diện, thắng bại khó nói lắm. Nói đến đó thôi Kim Tức đã hiểu, bèn nhanh nhẹn bảo mình hiểu rồi, chúng ta cũng sẽ gọi thêm một người nữa tới trợ giúp. Thiềm Quang ngạc nhiên, kẻ đó là ai mà chỉ có một mình, lại có vẻ thân thiết với Kim Tức như thế. Khi nhìn qua khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của cô, đột nhiên cả hai hiểu ý nhau, cô nhẹ nhàng bảo chính xác rồi đấy, nó thích hợp hơn bất cứ ai. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó, chắc chắn phải là một dân cư của Mê Vụ Đại Sơn rồi. Trong hẻm núi loang ánh chiều tà vang lên tiếng a vui sướng của nó. Chim cắt du chuẩn vượt đường xa đến thông báo cho hồ ngu khởi hành ngay. Hai mắt nó sáng rực đầy háo hức nhìn du chuẩn, lè lưỡi hi hi, mọi người đều phải chết. Vậy mà làm em nhện và em nhím ngưỡng mộ quá trời, đại ca uy vũ quá. Thấy không, tao đã nói anh hùng sẽ ra sân vào phút cuối cùng mà. Mỗi đứa một câu hùa vào, thấy không đại ca, bọn họ không có anh quả nhiên không làm ăn gì được. Nói dữ quá hồ ngu không chờ thêm nổi, sải rộng đôi cánh bay vút lên bầu trời, nhằm hướng hồ tộc mà đến. Nhân tiện tập cho cơ mặt giãn ra chút cho ngầu loài nào và kích thêm tinh thần bằng một câu nói ngắn gọn, mọi người đều phải chết. Để lại hai chấn bé đù đang vẫy tay kịch liệt, tạm biệt đại ca. Trong cảnh nhìn theo phao câu của hồ ngu tung bay trên bầu trời thật oanh liệt, một mình nó đi tiếp viện cho cả nhóm Thiềm Quang đấy, chúc anh nơi xa bình an hạnh phúc. Bay đâu được một cây số, đột nhiên nó quay đầu. Hóa ra cụ cậu quên mất đường đi đến đó hướng nào rồi, quay lại trưng bản mặt hí hí cầu tài ra, miệng vẫn là câu mọi người đều phải chết, làm du chuẩn chán ngang, chỉ nhả ra mấy chữ địa điểm ở phía đông. Lần này bới đít đó chắc không quay lại rồi, nhìn theo bóng anh hổ ngu một mình uy phong đi tiếp viện trong khung cảnh chiều tà thật là nghẹn ngào lòng người. Vậy mà lát sau nó lại quay về tiếp, mặt đỏ ngại ngùng gãi gãi đầu, hỏi du chuẩn mọi người đều phải chết. Nó ngắn ngẩm hỏi luôn, mày có muốn tao đi cùng không? Sao không nói vậy ngay từ đầu đi mà ra vẻ quá hà? Lần đầu được điều đi tiếp viện riêng mà sao nó lạ quá, nhện thầm thì to nhỏ, như vậy có vấn đề gì không vậy nhỉ? Có vấn đề chắc luôn ấy, đại ca này có nhiều cái nó không muốn nói lắm, nhím đã nhìn và nhím đánh giá rồi. Màn đêm buông xuống ở hồ tộc yên tĩnh chẳng có lấy một tiếng dế kêu, nhà nhà đều tối thui tắt đèn đi nghỉ, chợt có bàn chân không mời mà đến dẫm thịt lên nền đất, tỏa ra luồng linh lực màu tím lan khắp không trung. Hổ Vương im lặng dẫn theo mấy tên đàn em, mắt sáng quắc trong bóng tối, nhẹ nhàng áp sát ngôi làng. Săn mồi trong đêm vốn là ưu thế của Hổ Vương, nó chọn tiếp cận vào thời điểm này bởi muốn dứt điểm nhanh gọn. Đang nhắm đến chỗ chị em hồ ly mà xử trước, bất chợt cả đàn hổ nghe một tiếng thịch dẫm mạnh trên cành cây đến mức như cố tình cho tụi nó nghe vậy.
từ bàn chân màu vàng nổi bật nhìn lên, có thể thấy ngoài quân cứu viện của Mê Vụ Đại Sơn, tộc Hồ Ly đã im ắng chờ đợi ở đây được một lúc rồi. Đằng sau là những con mắt sáng rực, sẵn sàng quyết chiến với thủ lĩnh nó nếu cần. Thiềm Quang thay mặt cả bọn, lên tiếng hỏi danh tính kẻ kia có phải Hồ Hắc Ám hay không. Nó cũng chẳng ngại gì việc mình bị bắt quả tang đang rình mò ngôi làng, hỏi ngược lại, các ngươi chính là viện quân của Hồ tộc sao? Bạch Hồ ghé sát tai Kim Tức thầm thị, ngươi xem ba con hổ bên cạnh Hồ Hắc Ám đi. Nó chỉ muốn cô âm thầm nhìn thôi bởi đã cảnh báo từ trước, đầu tiên chính là thủ lĩnh thứ hai, Huyết Hổ Vương. Nhìn luồng linh lực nồng tanh mùi máu luôn tỏa ra quanh người nó là hiểu, tính tình kẻ này vốn tàn bạo khát máu, chuyện đi săn hoặc giết chóc với nó vốn đã được bình thường hóa rồi. Bên cạnh đầy cơ bắp mà lông lại không có vằn vện chính là Tam Vương, gọi là Miêu Vương. Trông nó như đang hòa cùng vào bóng tối sau lưng, nhưng đôi mắt đó chính là của kẻ chinh chiến dày dặn trên chiến trường. Và cuối cùng là Ngũ Vương đáng sợ nhất với cái tên vô danh, quả thật nó đã tu thành hình người giống như anh hai của công ty đa giống loài. Và chưa kể đằng sau bốn anh em siêu nhân nhà đó còn có một đàn hổ cấp thấp hơn đang vào thế chuẩn bị. Nhìn tình hình chung ở đây, Bạch Hổ thì thầm nói tiếp, nếu không phải do Hồ tộc làm công tác tình báo tốt, cập nhật liên tục thì khó biết đến sự tồn tại của tên hổ Ngũ Vương kia. Cho nên nhất định không nên sơ suất, chưa rõ thực lực của nó thế nào. Nếu ai cũng đã rõ sẽ khai chiến, Hổ Hắc Ám cũng chẳng giấu giếm gì gầm lên, khó trách ba vương bị giết chết trong tay các ngươi, vậy mà lại mời viện quân đến. Nhưng các ngươi cũng đừng mong thoát khỏi cái chết. Nó điên tiết hét ra kỹ năng hổ gầm, kỹ năng tiếng gầm đáng sợ đến mức có thể biến thành sóng âm thanh, khuấy tung bầu không khí nhằm đám trên cây mà giết. Nhưng Hổ Hắc Ám làm sao mà ngờ mình có kỳ phùng địch thủ trong số quân cứu viện của Mê Vụ, Khôi Trụ cũng có kỹ năng sóng âm như vậy, há miệng thi triển ngay lập tức. Hai luồng linh lực đụng vào nhau, không ai chịu nhường ai nổi, đùng một tiếng dữ dội. Coi như đó là màn khai mạc đi, Hổ Hắc Ám gầm lên ra lệnh, giết sạch đám hồ ly này cho ta. Đằng sau nó đàn hổ gào lên phụ họa uy thế. Hắc hổ ngắn gì, tuy mới thương vong nhưng đứa nào uy hiếp đến lãnh thổ Thanh Khâu bọn nó, đừng hòng được bỏ qua. Hắc hổ lớn giọng ra lệnh, tuyệt đối không cho phép hổ tộc tàn sát bừa bãi. 500 anh em lên cho ta. Một màn giao tranh sáp lá cả lại vừa được mở ra, như ngày hôm qua chúng cứ lao thẳng vào nhau xem thử răng nanh ai cứng hơn, vuốt ai sắc nhọn hơn. Tuy biết ngay từ ban đầu hồ tộc không có nhiều lợi thế trong chiến đấu trực diện như vậy, nhưng ngược lại bọn chúng có đám bên Mê Vụ giúp sức không hề nhỏ. Một mình bọ ngựa xanh có thể xử hai con hổ lớn một lần, đường cắt của nó ra tay rất quyết liệt và nhanh gọn, chỉ nghe hự một tiếng hai con đã bị phanh bộ lòng. Miêu Vương nhắm cái đầu nó trước, bổ nhào vút về phía Lãnh Thanh, thừa biết năng lực của nó hơn hẳn đám thuộc hạ, không thể để sống mà tác oai tác quái được. Nào ngờ tấn công đằng sau không có tác dụng, ăn một quật của dây leo đỏ quen thuộc, Miêu Vương bắt buộc phải chậm lại một nhịp để nhìn xem là thứ gì. Kim Tức mặt mày tức giận, dây leo quấn quanh người đầy đe dọa, đúng kiểu chỉ bằng ánh mắt thôi đã đọc được nội tâm cô đang gào lên, mày thử bước một bước lại gần đồng bọn tao xem nào. Tam Vương Miêu Vương của Hồ tộc âm thầm đánh giá cô gái có ngoại hình giống nhân loại kia, rất nhanh chóng xác định mình và Kim Tức chỉ có thể một sống một chết nếu muốn rời ra mà trợ giúp những nơi khác. Thiểm Quang một mình xông pha như mọi khi, đang vừa tăng sức mạnh để đòn chém mạnh gấp đôi. Trước tiên là xem thử tăng hai lần có đả thương được hay không đã, bởi đối thủ của nó là kẻ được đánh giá mạnh và khó lường nhất. Tam Vương vô danh giữ tận lao vùn vụt về phía nó với bộ vuốt rực lên ánh đỏ. Ngay khi chạm vào cú đấm của Thiềm Quang, đất đá liền dậy sóng ầm ầm cứ như có cơn lũ quét qua. Xem ra chỗ này cũng sẽ diễn ra một trận chiến cam go ta sống người chết. Tam Vương của Hổ tộc Huyết Hổ Oai Phong một mình cảnh giác đối chọi với chị em Hắc Bạch Hồ đang một trước một sau tìm ra sơ hở. Nó gầm lên, máu, ta cần nhiều máu hơn. Có khi không rõ nó ở đây để tranh đoạt địa bàn hay để thỏa mãn cơn khát máu của mình nữa. Chỉ biết trận chiến ở đây cũng không hề dễ dàng đâu, nhất định phải dốc hết máu của một trong hai phe ra mới dừng. Khôi Trụ đang há miệng lao vụt về phía Hồ Hắc Ám. Ngay từ đầu khi solo sóng âm, nó đã biết mình được ông trời gá ngay cho cái thằng tí mộng mơ kia, không một ai được xen vào. Hồ Hắc Ám gầm lên căm hận, chỉ né được tiếng hổ gầm của ta mà đã khiến ngươi cảm thấy có khả năng đánh một trận với ta sao? Đừng có mà quá điên cuồng ngang ngược. Mắt đỏ quặc, nó dồn linh lực tăng lên 10 vạn điểm, 30 vạn rồi 50 vạn điểm, không thể biết được nước đi tiếp theo của Hồ Hắc Ám là gì.